Xin kính chào quý vị và các bạn. Và hôm nay em lại giới thiệu cho các bác một cái chiếc xe mà thực sự trên thị trường nó không có nhiều. Và đặc biệt thì cái chiếc xe này nó là một cái mẫu xe nhập Nhật 100% các bạn nhé. Nissan Terna. Các bạn ơi, Nissan Terna các bạn ơi. Đây là một trong những chiếc xe nhập Nhật đời 2000, tuy chỉ lẻ 7, lẻ 8 thôi, nhưng một chiếc xe phải nói là hàng xuất sắc. Xuất sắc trong từ xuất sắc, là một trong những chiếc xe nhập khẩu mà nó lại chất lượng và đẹp như thế này. Thì cái chiếc xe này nó còn hiếm, khá là hiếm ở trên thị trường, là nó độ đẹp và độ zin thì bên em mới về cho các bác cái chiếc xe này. Bác nào mà muốn sở hữu cái chiếc xe lồi đồng cuôi đá xe của Nhật, cam kết xe zin từ mặt giàn cò các bác nhé. Và đây là cái chiếc xe số tự động các bác ạ. Con này thì nói thật với các bác là mức tiêu thụ nhiên liệu rất là vừa phải. Xe thì nó là một trong những chiếc xe trang bị động cơ rất vừa phải, 1.6 các bạn. Và Nissan. Đấy. Và các bạn nhìn này. Đây là những cái gì mà nó đẹp và nó tinh túy ở một cái chiếc xe đó là nhập khẩu. Và ghế, nội thất, ngoại thất, một chiếc xe zin đấy. Trần nỉ zin theo xe và cái xe đẹp như này. Và cái chiếc xe này thì nói thật với quý vị và các bạn là nó đẹp, thì nó là cái mẫu xe nhập khẩu hoàn toàn, cho nên về cái chất lượng của xe thì chúng ta không phải bàn các bạn nhé. Đấy, nó đẹp đây này các bạn này. Chỉ có mỗi điều là cái chiếc xe nhập khẩu này ấy, thì cái hình thức kiểu dáng của nó là nó mẫu sedan và nó không thể bắt mắt đấy so với cái mẫu xe hiện đại như bây giờ. Nó là một cái chiếc xe mà phải nói là các bác sở hữu thì chiếc này thì độ zin, độ chuẩn của xe là nó chấm hết cho khách hàng về độ chuẩn, độ zin các bác nhé. Thì bác nào muốn sở hữu cái chiếc xe này và đang có nhu cầu tìm kiếm cũng như là sở hữu cho xe gia đình thì các bác cứ sở hữu cái con này cho em mà dùng các bác nhé. Xe nhập khẩu đó các bác này, đường gân mũi chỉ của xe thì chúng ta nhìn nó đẹp như thế này các bạn nhé. Đó, đẹp không các bác? Zin như thế này anh em này, độ zin, độ chuẩn của một chiếc xe nhập khẩu thì các bác nhìn là chúng ta đánh giá một chiếc xe mà cái lì của xe đây nó đẹp như này các bác nhé. Đấy, độ chuẩn, độ hài hòa phối màu của cái chiếc xe nhập khẩu thì cái mẫu Nissan nó là một thương hiệu rất là có tiếng các bạn nhé, rất nổi tiếng ở cái thị trường Nhật Bản. Và đặc biệt thì cái chiếc này hàng nội địa các bạn nhé, nó là hàng nội địa cho nên là khá là ok. Đấy, gần như là nó sản xuất là những chiếc này ra để phụ thuộc cho thị trường nội địa mà thôi các bạn nhé. Và bản thân Việt Nam chúng ta đã nhập khẩu và rất nhiều những cái chiếc xe như này. Và đây là cái chiếc xe mà phải nói là hoàn toàn là hợp lý chất lượng. Và đặc biệt thì em công bố giá luôn cho các bác là cái chiếc xe này bên em đang chào bán là 2.1 cho quý vị và các bạn nhé. 2.1 các bạn sở hữu một chiếc xe Nissan số tự động mà phải nói hàng hiếm xuất sắc. Em nói là hiếm xuất sắc cho các bác ở cái chất lượng đó là Nissan các bác ạ. Và cái chiếc này thì ở cái đời này thì cái cốp xe các bạn nhé. Đấy, thì nó đã là cốp điện rồi. Đấy các bạn này. Đấy, cốp điện. Đấy, rất là ok. Đây, cấp bấm cốt bấm điện các bạn nhé. Đó, các bạn nhìn này. Một chiếc xe mà đẹp như này thì quý vị và các bạn nhìn, nó thực sự với các bác là em cũng không biết tả thế nào để cho nó gọi là hợp lý ở cái chiếc xe này nữa. Bởi em chỉ mới dùng hai từ, đó là xuất sắc mà thôi các bác ạ. Bởi thực sự những chiếc xe này mà chủ người ta đi, người ta giữ được như này. Và con này chạy đâu đó hơn chục vạn các bạn nhé. Đấy, người ta giữ được như này thì em phải nói hai từ chỉ xuất sắc thôi các bác ạ. Chúng ta không thể nói gì hơn được, bởi vì những chiếc xe đẹp như này, quý vị và các bạn nhìn đây, đây là những cái hình hài của một chiếc xe mà em nói là hàng xuất sắc cho quý vị các bạn. Trong khuôn từ là xe đẹp và hàng nó đi cùng năm tháng thì đây là chiếc xe mà đáng để cho các bác là phải nhìn, phải quan tâm, phải theo dõi, phải đánh giá. Đây là một chiếc xe đẹp ở một trong những chiếc xe đó là nhập khẩu mà nó đẹp như này các bác nhé. Với cái cửa tiền
tầm tiền. Đấy, rất là hợp lý cho các bác là khuôn tiền vừa phải để các bác sở hữu cái chiếc xe này. Thì không có gì là chúng ta để bàn về cái chiếc này, mỗi cái là cái điều chúng ta có thích mà thôi các bác nhé. Và chiếc này thì nó loanh quanh bên em đang chào bán là 2,1 triệu. Đấy anh em nhé, các bạn cái chiếc này thì các bác rút hồ sơ sang tên thì thoải mái các bạn ạ, rút hồ sơ sang tên thoải mái các bạn nhé. Đấy, chiếc này chúng ta rút hồ sơ sang tên thoải mái nhé. Thì con này máy số thì cam kết bảo hành cho các bác zin 100% là cái máy số con xe này. Đấy anh em nhé, dòng Nissan này đồ phụ tùng thì nó như là con Nissan Sunny bây giờ anh em mình nhé. Anh nhìn nhìn nó bầu gió y như con Nissan Sunny và tất cả mọi cái nó như nhau. Đấy anh em nhìn này, máy của nó chân máy còn zin đét này. Đấy anh em nhé, chân máy của nó nguyên bản hết này, ốc xanh đét này, mặt dàn cò thì chúng ta nhìn đây còn chưa chạm một tí nào. Đó, và đây anh em nhìn một chiếc xe đẹp, keo zin nhà máy nó còn nguyên. Đấy mặt dàn cò. Đấy anh em nhé. Đấy anh em nhìn này, ốc dàn cò đằng dòng này nó rất là bé đây các bác này, nó nhìn rất là bé đây các bạn nhé. Đấy anh em nhìn này, đây là cái chiếc xe mà thực sự là xuất chúng các bạn ạ. Máy con này thì zin đét, từ máy số đều nguyên bản các bạn nhé, máy nguyên số nguyên, cam kết bảo hành cho các bạn xe chạy được có 10 vạn mấy các bạn ạ. Đấy anh em nhìn này, ốc của nó, ốc máy đây. Đấy, ốc máy nó zin đét đây, ốc máy xanh nét các bạn nhé. Đó, anh em nào mà quan tâm chiếc này ấy, thì anh em cứ gặp em Dũng tại chợ ô tô số 1 Mê Linh thuộc thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc các bạn nhé, để các bác cảm nhận, các sở hữu chiếc xe này. Xe con này thì toàn bộ ga nó dạng ga điện các bạn ạ, toàn bộ ga điện hết, toàn bộ mặt này zin hết các bạn nhé. Đó, toàn bộ nó zin hết này. Đấy anh em nhìn này, lòng trong của nó là đó, zin hết các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe xuất sắc trong hai từ em nói là xuất sắc luôn. Đấy em nói luôn các bạn nhé, trong hai từ xuất sắc. Đó là xe nhập khẩu nó được như này, sự là xuất sắc các bạn ạ. Từng chi tiết, từng chi tiết đó nó zin 100% luôn anh em nhé. Với khuôn từ đây là cái chiếc xe nhập khẩu. Đấy, bác nào mà muốn sở hữu cái chiếc xe này thì đây hộp số đó đây các bạn nhé, đó dạng số thẳng các bạn nhé. Và túi khí thì nó được trang bị đây. Đấy anh em này, túi khí ABS các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe mà nó như này thì khá là ok luôn. Và con này nó chạy đâu đó đây 16 vạn km từ 15 các bạn ạ. Và các bạn thấy có lẻ không? Quá lẻ luôn. Màn hình Android, cam lùi, cam hành trình chủ đã lắp đầy đủ cho khách hàng rồi. Đấy, một chiếc xe đẹp như này các bạn ạ, mới tinh. Đấy anh em nhé. Đấy, mới tinh luôn. Chấm hết các bạn ạ. Đấy các bạn này, trần nó sáng thật các bạn ạ. Những chiếc xe gia đình này trần nó sáng kinh khủng luôn. Đó, hộp đồ này. Đấy, rất ok các bạn nhé, với chiếc xe đẹp như này. Đó anh em này. Đấy, bác nào mà đang tìm kiếm chiếc này nhá thì các bác cứ liên hệ em ngay để sở hữu chiếc xe này các bạn nhé. Một chiếc xe hiếm gặp và cực kỳ là chất lượng luôn các bác này. Đấy, zin đét đẹp các bác nhé. Thì anh em nào muốn sở hữu cái chiếc xe này thì liên hệ cho em Dũng tại chợ ô tô số 1 Mê Linh thuộc thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc các bạn nhé. Và bây giờ thì có lẽ em sẽ khép lại video một chiếc xe đẹp xuất sắc là như thế này. Bác nào mà muốn sở hữu cái chiếc này thì các bác cứ alo cho em Dũng ngay các bạn ạ, để sở hữu cái chiếc xe một rất là đẹp đấy các bạn này. Cái da nó may rất tinh tế và cái tay mở của nó đây các bạn nhé, nó chưa bị bạc vì nhựa zin các bạn nhé, nó dùng nhựa zin không sơn các bạn này. Đó, và chỉ thì zin 100% các bạn ạ. Đó, một chiếc xe mà như này. Đấy, anh em nào muốn sở hữu chiếc này thì nhanh tay đi. Đấy, chỉ có 2,0 triệu thôi mà chúng ta đã sở hữu được cái chiếc như này rồi các bạn nhé, đã sở hữu được chiếc như này rồi, quá là ok cho một cuộc tình các bạn nhé. Nhất các bạn nào có tuổi mà đang cân đối mua dòng Bolling i10 số sàn thì các bạn chuyển sang xe này mà dùng. Đấy anh em nhé, chuyển sang mà dùng để độ chất rộng rãi thì không còn gì nào bằng các bạn ạ. Và con này cái sàn của xe nó vẫn còn cái sàn zin này, cái lót sàn này các bạn này, nó sàn zin các bạn nhé. Đấy, nó sàn zin xe đây, người ta giả thêm cái này để chỉ để đỡ bẩn thôi các bác ạ. Thế mới là điều tuyệt vời.
Anh em nào mà muốn sở hữu chiếc này nhé, thì anh em liên hệ em để sở hữu cái chiếc xe này các bạn nhé. Và có lẽ thì em sẽ khép lại video cái chiếc xe này ở đây. Anh em nào muốn sở hữu hãy liên hệ cho em Dũng để sở hữu xe. Và một lần nữa xin cảm ơn toàn bộ anh em rất là nhiều, xin cảm ơn.